Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách tạo view trong Tesla và cách các bạn sử dụng một số các thao tác với bàn phím và chuột để các bạn quan sát mô hình trong Tesla. Thì khi các bạn bắt đầu mở một cái file Tekla ra để các bạn bắt đầu làm việc ấy, thì các bạn thấy là cái view các bạn nhìn thấy à, chính là một cái view 3D. Đấy mặc định của nó thằng Tekla nó sẽ sinh ra một cái view 3D để cho các bạn nhìn như thế này. Thì các bạn có thể nhìn lên bên trên uh, uh, tiêu đề của cái uh, giao diện Tekla ấy. Thì các bạn thấy nó có tên là view 1 uh, gạch 3D ở đây. Thì để xem danh sách tất cả các cái view mà hiện có trong Tekla Uh, thì các bạn kích uh, vào cái uh, uh, cái tab view ở trên uh, thành Ribbon này này sau đó các bạn click vào view list kích vào đây thì các bạn thấy là nó mở ra cái bảng view này cho các bạn nhìn thì trong cái bảng view này nó có hai cái ô một cái ô là các cái view uh, name view là các cái view mà có có sẵn tức là đang có trong mô hình của chúng ta và một cái view một cái bên ô nó hiện là visible view là các cái view mà uh, có thể quan sát được thì hiện tại nó chỉ có cái 3D view này thôi đấy là cái các bạn đang nhìn được ở đây và không có một cái view nào khác cả rồi thế thì bây giờ ấy, trong cái bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là ví dụ như là ở đây các bạn thấy là các bạn có các cái hệ lưới một hai ba bốn rồi là các cái hệ lưới efgh như thế này mà các bạn muốn quan sát các cái view Ờ uh, Uh, mặt đứng ứng với trục uh, E chẳng hạn các bạn muốn nhìn mặt đứng trục E, các bạn muốn nhìn mặt đứng trục F, G rồi H, rồi các bạn nhìn mặt đứng 1, 2, 3, 4, rồi tương tự là các bạn muốn quan sát các cái mặt bằng ứng với cả các cái cao trình lưới mà các bạn đã tạo ra theo phương Z ví dụ các bạn muốn quan sát mặt bằng uh, 6.000 này, mặt bằng 8.000, mặt bằng 9.000 thì cách làm các cái View đến như thế nào, rồi thì ở đây muốn tạo ra các cái view như thế thì các bạn kích vào cái tab view ở đây rồi các bạn kích vào cái nút new view này các bạn kích vào đây thì nó sẽ sổ xuống một cái bảng như thế này và các bạn chọn cho mình along grid lines đấy thì các bạn kích vào đây ok sau khi các bạn kích vào đấy thì nó xuất hiện một cái bảng creation of view along grid line này cái bảng này cho phép các bạn tạo ra các cái mặt bằng mặt đứng ứng với ba cái mặt xy, zi và xz đấy các bạn nếu các bạn sử dụng sát về itab thì các bạn thấy là nó cũng tạo ra các cái view tương tự như thế này thì các bạn ví dụ như trong mặt bằng xy thì số view tạo ra thì ở đây nếu các bạn chọn ôn thì nó sẽ tạo ra tất cả các cái mặt bằng xy ứng với cả tất cả các cái level trục xét mà các bạn đã khai báo ấy bên này chính là cái tên cái tên mà đứng trước cái tên tiền tố mà đứng trước cái tên mặt bằng thôi tương tự với à, các mặt ZI và mặt xz thì nó cũng sinh ra cho các bạn tất cả các cái mặt ứng ứng với các trục một hai ba bốn và f G, h ở dưới này bây giờ mình sẽ kích vào grid à, grid ok rồi sau khi mình kích vào grid thì các bạn thấy nó sinh ra cái bảng như thế này nó xuất hiện lại cái bảng mà view list các bạn nhìn ở đây thì bên này là các cái view mà đã được sinh ra sau khi các bạn kích vào nút create trên này thì các bạn thấy ở đây chúng nó sinh ra grid 1 này 2 rồi grid 2 3 sao 3 4 EF GH rồi các bạn thấy là các cái mặt bằng plan không plan 6000 8000 9000 thì các cái plan này grid này tương ứng với các cái tiền tố mà các bạn nhập ở đây đấy và khi các bạn chọn ô bên này thì nó sinh ra tất cả rồi ok bây giờ các bạn muốn quan sát cái nào ấy bây giờ mình sẽ tắt cái bảng này đi bây giờ khi các bạn muốn quan sát một cái mặt nào ấy thì các bạn chỉ việc à, tích chọn vào nó thôi ví dụ như này các bạn kích vào lưới e các bạn kích vào nút mũi tên này sau này đấy thì các bạn chúng ta có mặt đứng trục e các bạn nhìn đây grid e tương tự với các bạn bôi f rồi các bạn đưa vào g rồi các bạn đưa vào h đấy rồi các bạn có lưới trục 1 đấy trục 2 trục 3 chục Đấy, rồi mặt bằng này 6.000 đưa vào này. rồi nó hiện cảnh báo bạn thấy nó cảnh báo như này nó nghĩa là gì bạn không thể mở nhiều hơn 9 view cùng lúc Đấy, nghĩa là bạn đã kéo sang bên này này là đủ 9 cái view rồi bạn không thể à, mở cùng lúc 9 view là bây giờ bạn muốn kéo cái mặt bằng 6.000 này sang thì bạn phải loại bỏ bớt một cái ra ví dụ bạn bỏ cái grid này đi sau bây giờ bạn lôi cái thằng mặt bằng 6.000 này sang đấy thì nó mới cho các bạn lôi sang đấy, ok, thì đấy là cách các bạn tạo view và các bạn quan sát view. khi bạn muốn xem cái view nào thì bây giờ các bạn chỉ việc kích vào đây thôi. kích vào đây thì nó xuất hiện, kích vào đây xuất hiện, kích vào đây xuất hiện, kích vào đây, kích, kích, nó sẽ xuất hiện cho các bạn xem. rồi các bạn click ok. rồi ví dụ mình kích vào 3D, đấy, lại quay vào 3D như này. khi ở trong 3D này thì có một cái phím mà các bạn hay thường dùng để các bạn có thể nhìn được cái nhìn từ phía trên nhìn xuống ấy à, của cái mô hình 3D này đó chính là nút Ctrl P các bạn kích vào Ctrl P thì nó sẽ hiện nó vẫn là view 3D nhé nhưng nó cho phép các bạn quan sát ở mặt từ trên nhìn xuống mặt top ấy, của cái 3D này đấy là cái phím hay thường dùng và các bạn kích Ctrl P trở lại thì nó sẽ trở lại như cũ rồi có một cái phím nữa mà các bạn hay dùng đó là phím nhấn con chuột giữa xuống nhấn con chuột giữa xuống thì các bạn thấy là nó cho phép các bạn di cái mô hình của các bạn đi như này tương tự như trong các cái phần mềm đồ họa thì hầu như là giữ con lăn chuột xuống thì đều cho phép các bạn di chuyển mô hình rồi à, các bạn có thể sử dụng con lăn chuột lăn lên lăn xuống hay để phóng to thu nhỏ cái à, mô hình của các bạn như thế này rồi có một phím nữa là phím các bạn khi các bạn giữ phím ctrl và con lăn các bạn ấn xuống thì nó cho phép các bạn xoay thì tâm xoay chính là cái vị trí các bạn kích chuột lần đầu tiên Ví dụ các bạn kích Ctrl Sau đó các bạn kích vào cái điểm này à, Kích con lăn chuột vào điểm này Thì điểm này sẽ đóng vai trò là cái tâm xoay Đó các bạn giữ kiếm Ctrl Các bạn kích thì, thì nó sẽ xoay mô hình cho các bạn Ok Còn có một phím nữa là phím Shift Các bạn giữ con lăn xuống ấy, Thì nó cho các bạn à, di chuyển cái mô hình kiểu như thế này Đấy Ok đấy là cái phím tắt rồi đấy là trong video này thì mình hướng dẫn các bạn cách tạo view này cách các bạn sử dụng một số các cái thao tác đối với bàn phím và chuột để các bạn quan sát mô hình được dễ dàng hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.